Rồi thì tiếp theo mình sẽ quay một số dòng từ 150 tới 500 cc. Đó, như trước mặt của anh chị và các bạn đó là một con CBR Thái. CB Thái thì nó có R không anh? CB150R. Đó, xe nhập nguyên con đúng không anh? Đúng rồi, xe nhập nguyên con của Thái Lan, dòng này thì nó là ABS rồi. ABS luôn. ABS. Đấy. Bữa nay anh em nào lấy dòng này mình hạ giá giảm cho anh em còn 85 triệu ha. Đó. Dòng này hiện tại là 85 triệu các bạn. Con này xe cực chắc luôn. Các bạn nhìn như thế chứ nó cao lắm á. Con này nếu mà 1m6 đi là cũng phải chống chân chứ không phải. Chơi với á. Chơi với á. 65 thì ngồi lên ok. Con này 1m65 thì ok nha các bạn. Còn 1m6 thì nó hơi chơi với trần. Hơi chơi với á. Đó, biển số 67 này. Đi được có 3.000 cây mới tin. 3.000 coi. Xe 29. 29. Đó thì quý anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình liên hệ qua cái địa chỉ là 169 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0976 741 725. Đó. Con này hiện tại bán giá nhiêu anh? Đang giảm cho anh em còn 85. À, đang giảm 85 các bạn. Thì bán 89 nhưng mà hiện tại giảm 85. Đó.